quay lại hai ơi. Dạ rồi, chào các bạn. Nay Hải sẽ cho các bạn xem cái trang phục mà Hải mới mua nhận chiếc drive của mình á, gắn chiếc drive của mình á. Nay để cho các bạn xem bên trong có cái gì. Nitron Racking Shock Suzuki Rider R150. Thật ra thì cái cây phục này mình lúc mình mua mình đã tháo ra mình kiểm tra rồi, mình coi có những gì trong đó rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ tháo ra để cho các bạn coi lại bên trong nó có cái gì trong này. Cái bản mình mua này á thì nó dành riêng cho Rider R150 luôn, nó là model R3, không có chế cháo gì hết, mình chỉ gắn như zin luôn, là mình cái cục zin nó như thế nào thì mình gắn nó như vậy. Bên trong nó đầu tiên đây là cái bát kẹp cái bình dầu lại á. Mình có mua thêm mấy con ốc titan để mình gắn cho nó đẹp. Đây là cái bát để gắn vô cái gắt chân sau của chiếc Rider của mình để mình gắn cái bình dầu. Đây là cái viết, mình gọi cái viết vậy thôi chứ thật sự cái công dụng của nó là nó để tăng chỉnh cái phục này nè. Bên trong gồm có một cái lục giác nè, lục giác nhỏ nè. Đây, một cái cuốn sổ. Cuốn sổ bên trong nó là thông số với lại cái chế độ bảo hành của cái cây phục này. Đây, vật đặc biệt là quan trọng nhất đây. Mình cho các bạn xem. Đây là cái bình dầu này, mình sẽ tháo nó ra. Thì thật sự cái lúc mình mua á thì mấy cái tem này nó sẽ rời hết mà mình không có dán được á, mình nhờ cái cửa hàng người ta dán cho mình để mình đi bọc keo lại luôn, tại vì thật sự mấy cái này nếu mà nó cày thì mình tiếc lắm, mình phải dán lại để cho chống cái cày của nó chứ. Đây là cái bình dầu mà thật chất cái này, cái hỗn hợp này nó là khí nitơ với lại dầu chuyên dụng dành cho cái phục nitron này nè, nitron này nè, chứ thật sự nó không phải là dầu không đâu. Rồi tiếp theo là mình sẽ cái này ra, cái này ra cho các bạn coi. Mình kỹ lắm nên là sợ nó chày mình phải quấn lại, chứ nếu mà nó chày cái là tiếc lắm. Tháo ra cho các bạn coi. Mình hơi kỹ, thông cảm nha. Cái phục này nó có gồm 3 chế độ tăng chỉnh. Chế độ đầu tiên là chế độ hồi của cái lò xo này, mình chỉnh ở phía dưới này, đó là có dấu cộng với dấu trừ. Thì mình cảm thấy cứng quá hay mềm quá thì chỉnh theo cái số ký của mấy bạn á, là mình có thể giảm đi hoặc là tăng lên để cho cái lò xo mình có thể hợp lý nhất theo cái nhu cầu của mình sử dụng. Cái thứ hai đây là những cái khí nén của cái bình hơi này, thì cái nấm màu đen này là mình chỉnh luôn cho lúc chạy nhanh, thì mình chỉnh ở dưới này. Rồi cái nấm ở trên thì mình chỉnh cho cái chế độ lúc mình đi chạy chậm. Cuối cùng đây là cái chế độ chỉnh trên. Đây là cái công cụ mà nó kèm theo hồi nãy mình có nói, là mình sẽ khui cho các bạn xem. Đây. Rồi, kèm theo nó là một cái lục giác. Như các bạn thấy đây là chỉnh cái chế độ thứ ba, thì mình sẽ tìm cái chỗ nào có cái lục giác bên trong á.
không có phải lỗ nào cũng có đâu nha, chỉ có cái lỗ này có thôi, thì mình sẽ để lục giác vô và mình sẽ nhả nó ra. Thì mình kế tiếp đó là mình sử dụng cái bút này, mình gọi là cái bút thôi nhưng mà nó là cái đồ để tăng chỉnh cái phục này vô đây, rồi mình có thể vặn lên vặn xuống theo cái nhu cầu của mình sử dụng. Cái này thì mình đã được chỉnh lại theo cái nhu cầu của mình rồi, số ký của mình rồi, nên là mình không chỉnh lại nữa, mình chỉ nói cho các bạn tham khảo thôi. Rồi đây là toàn cảnh của cái phục cho các bạn xem. À còn một điều nữa, thì cái này là còn một cái chỗ chỉnh là chỉnh cao thấp dành cho cái phục á. Mình quên nói cho các bạn là đây là có một cái lắc kê, mình xả cái lắc kê này ra thì mình có thể hạ nâng lên cao thấp được, nên mình khóa nó lại. Thì đây là còn một chế độ nữa đó, cảnh của nó. Rồi nay cũng mùa lễ này thì chúc các bạn đi chơi vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, với lại đi thường lộ bình an. Có gì bây giờ mình phải đi gắn cái phục này lên xe mình đó, nên là xin chào các bạn. Có gì có cái mình có thể mua cái gì về mình gắn cho xe của mình nữa thì mình sẽ quay lên cho các bạn xem. Rồi xin chào các bạn.